chúng ta sẽ vào bài thôi. Tôi nhắc lại cái khái niệm buổi hôm trước một chút, sau đó thì chúng ta sẽ nói tiếp các phần tiếp theo nhé. Để tạo một tài liệu mới thì chúng ta sẽ vào File New, chọn Document hay là Control N. Ở trong này thì chúng ta sẽ thiết lập một số các vấn đề. Đặt Print là để thiết kế in là chuẩn rồi, đúng không? Number of page, mặc định chương trình nó sẽ để cho chúng ta là một trang nếu như trong trường hợp chúng ta chưa biết tài liệu dài bao nhiêu. Còn nếu các dạng tài liệu mà đã biết trước là có bao nhiêu trang, ví dụ một tờ báo hoặc tờ tạp chí, chắc chắn là chúng ta sẽ biết chuẩn luôn là có bao nhiêu trang theo giấy phép xuất bản, thì chúng ta điền thẳng luôn cái tham số vào đây. Facing page là cái luôn luôn bật, tại vì đây là tài liệu chúng ta thiết lập là cả hai mặt đều có nội dung, chớ bao giờ tắt cái này đi. Đấy. Start page thì tùy vào cái cách đánh số trang đấy, các bạn đặt bìa và có bìa lót như thế nào thì lúc đó nó sẽ đánh số trang tùy theo cái độ dày của bìa. Bình thường chưa xác định được bìa thì nó để sẵn cho chúng ta là một. Còn ví dụ các bạn đã có được cái lượng bìa như thế nào rồi, bắt đầu đánh từ trang nào, các bạn gõ vào, ví dụ đánh từ trang 4 thì nó sẽ đánh số từ trang 4 đổ đi thôi chứ không phải từ trang 1. Ví dụ thế. Khổ giấy thì tùy vào cái thiết lập của các bạn theo cái chỗ người ta yêu cầu, đúng không? Báo khổ bao nhiêu, tạp chí khổ bao nhiêu, sách khổ bao nhiêu thì mình sẽ điền vào đây. Còn đây dưới này là tham số cụ thể. Chiều thì là đứng hoặc là ngang tùy theo yêu cầu của khách hàng. Column thì cũng tùy vào cái sản phẩm của các bạn nó là cái gì. Sách thì chỉ có một cột thôi, tạp chí thì có thể nhiều cột hơn. Đấy, báo còn nhiều cột hơn nữa. Thế cần bao nhiêu cột chúng ta điền vào đây. Gutter là khoảng cách giữa các cột rộng hẹp như thế nào, chúng ta cũng điền con số cụ thể vào đây. Đây là cái mặc định thôi, nó cũng không phải là cái con số chuẩn mà chúng ta cần phải theo. Thế còn margin là chừa lề, trên dưới trái phải trong ngoài. Mặc định nó sẽ để ở chế độ là khóa, cho nên là các bạn chỉ cần là điền một con số một chiều nào đó thì tất cả các chiều sẽ thay đổi theo. Còn nếu mà đặt lệch nhau, không giống nhau thì các bạn tháo khóa ra và các bạn điền một con số khác đi, ví dụ 30 ở trên. Đấy. Và sau khi mà chúng ta xử lý xong đến đây thì chúng ta có thể là đây. Ở cái bản này nó còn cho chúng ta thêm một cái tùy chọn là preview, có nghĩa là trước khi mà các bạn nhấp ok, các bạn có thể bật preview, nó sẽ hiện luôn trang lên để cho các bạn nhìn thấy là chừa lề trái phải trên dưới nhiều ít thế nào. Đấy, nếu như mà các bạn muốn xem trước đấy thì các bạn bật cái preview này lên, các bạn có thể xem trước luôn, hài lòng rồi thì lúc ấy ok đó. Thì đây là cái trang làm việc của chúng ta. Thế bây giờ xin nhắc lại một chút, chúng ta làm việc với những cái gì nào. Một quyển sách, báo, tạp chí, bất kể nó là cái loại gì thì trước hết là phải làm việc với text đã, đúng không? Tại vì mục tiêu là để đọc. Vậy thì trước hết là làm việc với text, chúng ta sẽ có 3 cách thức để đưa text vào đây. Một là chúng ta làm việc trực tiếp luôn, gõ text trực tiếp. Tất nhiên là làm chuẩn ra thì cũng không có ai làm như thế này. Thường thường làm gõ text trực tiếp là trong trường hợp như thế nào? Một cái đoạn tin bổ sung rất là ngắn hoặc là một cái chú thích gì đó chúng ta điền thêm vào thì chúng ta mới gõ trực tiếp thôi. Còn thường là chúng ta sẽ lấy bên ngoài. Nhưng muốn làm được trực tiếp thì chúng ta cũng vẫn phải biết cách. Đó là công cụ T này. Đó. Sau đó thì các bạn phải nhấp chuột, các bạn vẽ cho tôi một cái hộp. Hộp to, hộp bé, hộp dài, hộp ngắn, hộp cao, thấp thế nào là tùy chúng ta. Đấy, nhưng phải có hộp thì mới điền text được vào bên trong. Sau khi có hộp rồi thì các bạn sẽ thấy dấu nháy nhấp nháy này. Và các bạn sẽ nhập nội dung text vào đây. Đấy, ví dụ đây là text rồi chúng ta nhập. Cách rõ tiếng Việt như thế nào, cách nhập nội dung vào như thế nào thì các bạn làm việc trong Word ra làm sao thì các bạn làm ở đây cũng thế. Đấy. Chỉ có điều là thằng này thì nó chỉnh tinh vi hơn Word rất là nhiều, còn cách nhập thì giống như nhau. Đây là trường hợp chúng ta nhập text vào đó. Thế và nếu như mà chúng ta nhập tiếp nữa thì nó sẽ thành ra cái gì? Nó cũng giống Word ở cái đoạn như thế này. Đây, nếu mà
hết cái khoảng cách gì đây nhỉ, hết khoảng cách chiều ngang của cái hộp cho chúng ta tạo ra, thì nó sẽ tự động nó ép chúng xuống dòng đó. Thế còn trường hợp thứ hai là gì? Trường hợp thứ hai là tôi và các bạn copy một cái đoạn text từ đâu đó. Đó, copy một cái đoạn text từ đâu đó và chúng ta đưa nó vào đây. Chúng ta sẽ làm như sau: mở một cái chỗ nào đó có nội dung đó. Các bạn có thể có từ bất kỳ cái nguồn nào, miễn đấy là text. Bây giờ có hai cách. Một là các bạn vẽ ra một hộp text, sau đó các bạn dán nội dung vào trong đó. Đó, thì các bạn sẽ dán được nội dung từ bên ngoài vào. Hai là gì? Hai là chúng ta chả vẽ gì cả, chúng ta cứ Ctrl V đi, thì tự nó sẽ dán cái khối text mà chúng ta vừa copy vào, tự nó sẽ tạo ra hộp. Đó, và sau đó thì chúng ta sẽ kéo, chúng ta sẽ căng cái hộp này vào vừa với lại cái khổ mà chúng ta thiết lập. Ví dụ một cột thì chúng ta để này, nhiều cột thì chúng ta sẽ làm theo cái khổ cột mà chúng ta cần. Ví dụ thế. Đây là copy từ bên ngoài vào, đó, sau đó paste vào. Thế còn trường hợp thứ ba, trường hợp thứ ba là chúng ta sẽ sử dụng lệnh chính thống của nó. Đây, file, paste. Hay là các bạn nhấn phím Ctrl D. Sau khi nhấn phím Ctrl D thì chúng ta chỉ cho chương trình biết là chúng ta sẽ lấy cái nội dung đó ở đâu. Ví dụ như là chúng ta tìm một cái file Word nào đó, đó, nhấp nút của nó. Sau đó thì chúng ta chờ một chút để nó đọc, nó lấy nội dung. Và đây, đây là nội dung nó cho chúng ta xem trước một chút cái đoạn mở đầu. Và việc của chúng ta chỉ đơn giản là kích chuột và nó sẽ thả cái nội dung đó vào vừa với lại cái khuôn khổ, cái cột mà chúng ta đang có. Đấy. Đến đây thì tôi nhắc thêm, đó là cái khối text này thì chúng ta không biết được là nó dài hay ngắn, tại vì tùy vào cái tài liệu nó nhiều hay ít, thì chúng ta sẽ cần có gì đấy, thêm trang bớt trang. Bây giờ tôi thêm trang bằng cách là gì đây, bấm vào trang giấy trắng này, hoặc là vào gì đây, layout page, insert page hoặc add page, đúng không? Trường hợp add page thì nó chỉ cho chúng ta làm lần lượt một trang một thôi, hơi sốt ruột. Còn nếu mà muốn làm nhiều hơn thì insert, đúng không? Đến đây thì chúng ta thấy một cái vấn đề là gì? Dấu đỏ để thông báo rằng là bị thiếu chỗ, đúng không? Thiếu chỗ thì chúng ta sẽ làm bằng cách nào? Bấm vào biểu tượng đỏ này. Khi nào mà cái khối text nó treo được vào đầu trỏ chuột của chúng ta thì chúng ta đưa sang bên này và nhấp tiếp để lấy tiếp nội dung sang bên này. Nếu vẫn tiếp tục là dấu đỏ, có nghĩa là vẫn còn thiếu chỗ, thì chúng ta sẽ lại phải thêm bớt vào như sau. Cách tốt nhất là câu được text thừa thì trước khi đổ các bạn nhấn an, các bạn bấm vào đây cho tôi, thì nó cứ thừa thì nó lại tiếp tục làm sao đây nhỉ, nó treo tiếp vào đầu gì, nó treo tiếp vào đầu của cái con trỏ của chúng ta. Như thế thì chúng ta sẽ không phải mất thời gian chúng ta lấy cái phần text thừa nữa. Tuy nhiên là còn một cách nữa, đó là đổ bằng phím shift. Đây, giữ phím shift và kích chuột, thì trường hợp này nó sẽ làm sao? Nó sẽ tự bò từ cột nọ sang cột kia, từ trang nọ sang trang kia. Và nếu thiếu trang thì nó sẽ tự phát sinh ra trang cho tới khi nào mà đây, shift này. Đấy. Thì các bạn thấy rằng là nó thiếu đến đâu thì nó tự động phát sinh ra trang đến đó, để mà nó chứa được vừa, chứa được đủ cái lượng text mà chúng ta cần. Tuy nhiên cái thao tác này thì tôi cũng nhắc lại với các bạn là chúng ta sẽ dùng một từ là cấm không sử dụng cách này nếu như các bạn làm việc với nội dung là tạp chí và báo. Sách thì các bạn được phép dùng. Đấy. Đơn giản là vì sách là nội dung của nó từ đầu đến cuối,
nó chạy theo một mạch, nó không bao giờ bị cắt ngang. Còn báo với tạp chí nó hay có cái tình trạng là gì đấy, xem tiếp ở trang mấy, xem tiếp ở trang mấy, nó cắt vụn cái bài ra, và như thế thì chúng ta không quản lý được, chúng ta đổ đổ bài theo kiểu này. Thì đấy là một vài cái mà chúng ta cần phải lưu ý khi chúng ta làm việc với text đó. Bây giờ đến phần nói về ảnh nhé, chúng ta cũng nói nhanh thêm về ảnh như thế này. Ảnh thì cũng chỉ sử dụng một cái quy tắc chung như thế thôi, Ctrl D để làm sao đưa ảnh vào đây. Bây giờ chúng ta nói luôn về ảnh, nhắc lại một tí nhanh này. Place là sử dụng chung, lệnh sử dụng chung đó. Bây giờ lấy ảnh thì chúng ta chỉ việc là chọn lấy một cái ảnh thôi, sau đó thì nhấp open. Có hai cách nhé, nhắc nhanh. Một là bấm chuột thì cái ảnh này nó to bao nhiêu nó sẽ làm sao ạ, thả vào đúng kích thước bấy nhiêu. Trường hợp thứ hai là gì, trường hợp thứ hai là đừng bấm chuột vội, đừng bấm thả chuột, mà các bạn bấm chuột giữ nguyên phím, sau đó thì các bạn kéo dê chuột để tạo thành một cái khung xanh như thế này. Khung xanh rộng bao nhiêu thì cái ảnh của chúng ta sẽ tự động tính toán để đưa vào nằm đúng cái khoảng đó. Trường hợp thứ ba, các bạn có thể vẽ ra một hộp chứa rộng hẹp tùy ý các bạn đó, sau đó thì Ctrl D, lúc đó thì ảnh sẽ được đưa vào. Nhưng trường hợp này thì làm sao, ảnh thì đúng kích thước nhưng mà nó sẽ to hoặc nhỏ hơn cái hộp chứa, và lúc này chúng ta sẽ không thấy được nhiều phần ở trong này. Có bị mất đi không? Không mất đi đúng không? Chẳng qua là một một cái hộp chứa bé hơn cái được chứa, cho nên là chúng ta chỉ nhìn thấy một phần. Đấy. Còn ảnh có bị mất đây không? Đó, đủ hết. Thế bây giờ vấn đề của chúng ta là gì? Thiết lập lại cái kích thước. Thế đây, chúng ta có thể làm mấy cách như thế này. Thường thì chúng ta chuột phải vào đây nhé. Các bạn có một cái lệnh là lệnh fitting. Ở đây nó sẽ có một loạt các cái lệnh mà liên quan tới cái điều chỉnh. Đấy. Thì tốt nhất là chúng ta sẽ sử dụng một trong những cái lệnh như thế này. Đây, fit frame to content. Tốt nhất là như thế này. Đó. Thì nó sẽ căng cái khung ra theo đúng nội dung. Đấy, thế mà bây giờ chúng ta muốn sắp xếp nó vào đâu thì chúng ta sắp xếp. Ở đây cũng nhắc lại là gồm có hai nội dung nhé. Một cái là hộp chứa và cái thứ hai là cái nội dung được chứa bên trong. Nếu mà tôi co kéo như thế này là tôi chỉ co kéo cái hộp mà không co kéo cái vật chứa bên trong. Còn nếu mà chọn bằng cách là đưa vào đây, đưa chuột vào đây, khi nào mà vào cái khung tròn 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 ở giữa này bấm một cái thì chúng ta sẽ thấy là chọn được cái ảnh bên trong. Lúc này co kéo sẽ là co kéo cái ảnh chứ không phải co kéo hộp. Đấy. Thì hai cái này có hai cách chỉnh như thế, nhưng nếu mà muốn cả hai mà cùng di chuyển luôn một lần thì đây chúng ta sẽ phải sử dụng cái lệnh là Ctrl Shift, nó phím tắt là Ctrl Shift kéo góc, thì lúc này chúng ta kéo được cả hộp, kéo được cả vật chứa bên trong. Đấy. Và quy tắc thêm một chút là về ảnh là gì, chẵn cột nhé. Đây, bây giờ nhắc lại về cột. Các bạn vừa nãy là chia là một cột thôi đúng không? Bây giờ nếu các bạn muốn chỉnh lại để cho nó thành nhiều cột, bao nhiêu cột thì chúng ta vào đây, Margin Column, lệnh dưới lệnh Page này nhé. Đấy. Muốn chia làm hai cột hay ba cột, ví dụ gõ vào đây. Đây là khoảng cách giữa các cột. Đây. Đó. Và tôi có thể là làm chẵn cột bằng cách là kéo làm sao cho nó làm sao chẵn theo số cột, hoặc là một cột, hoặc hai cột, hoặc ba cột, hoặc có thể lấn hẳn ra ngoài. Đấy, nhưng mà ở bên trong này thì kiểu gì nó cũng phải nằm chẵn, không không để cho nó rơi vào cái tình trạng là gì đây, lẻ cột ví dụ như này đó. Tại vì cái phần còn lại này nếu như chữ nó chạy thì nó sẽ bị rất là ít chữ, rất là khó đọc. Đấy, thì ôn nhanh lại cái nội dung của hôm trước là như thế. Bây giờ chúng ta sẽ nói thêm một số các vấn đề tiếp theo. Chưa hết vẫn cứ là tách đi.
Đây, bây giờ chúng ta sẽ nói về text như thế này. Đây, chúng ta quan sát nha. Trước hết là làm việc với nhau về text. Ok, đây là text được đưa vào các cột. Thế bây giờ có mấy cái thứ mà chúng ta cần phải quan tâm thế này. Một là size để đưa cái text này vào đây. Thì chúng ta kiểm tra này, đặt trỏ chuột vào một cái chỗ nào đó hoặc là bôi đen hoặc đặt vào, nó sẽ nhận diện được ngay. Thứ nhất là nó thông báo cho các bạn biết là phông gì đây này. Thứ hai là size là bao nhiêu. Đấy, trong cái trường hợp mà chúng ta trình bày thì hãy nhớ được cái size của nó. Size các bạn nên để về đúng chuẩn, đó là gì đây? Khoảng độ chữ có chân là khoảng 12. Đến đây thì chúng ta thấy có mấy vấn đề cần phải lưu ý. Một là khi trình bày, bây giờ Khoan nói đến những chuyện là cái nội dung này nó nói về cái gì tôi chưa cần đọc. Đấy. Nhưng mà về mặt trình bày thì trước hết là chúng ta phải xem là có cái gì hài hòa, có cái gì chưa hài hòa. Thì ở đây có mấy vấn đề này, các bạn nhìn kỹ. Bao nhiêu cột không quan trọng, nhưng hãy xem và lưu ý cho tôi, đừng bao giờ để những cái tình trạng gọi là chữ theo kiểu quá phụ hoặc là mồ côi. Đấy là cái gì? Đấy là cái tình trạng là một cái dòng như thế này thì nó sẽ phải cung cấp một cái số lượng ký tự, một số lượng từ nhất định. Đấy, và không bao giờ các bạn để tình trạng là xuống dòng chỉ có một từ, hai từ nhé. Một dòng tối thiểu để có lý do đứng thành một dòng riêng nó phải có 3 từ. Đấy. Trở lên, còn dưới 3 từ nó không có lý do để tồn tại thành một dòng riêng biệt. Đấy. Thế thì để xử lý cái vụ này thì chúng ta sẽ hoặc là đẩy chữ từ trên thêm xuống dòng dưới, hoặc là gì đấy, thu hẹp khoảng cách lại để cho nó rút cái chữ ở dòng dưới lên. Thế thì thao tác ở đây thì chúng ta sẽ thao tác bằng cái gì? Chúng ta sẽ thao tác bằng menu này, Type vào này, Character này, Menu Type, Character, hoặc các bạn nhấn lệnh là Ctrl T. Ở đây có mấy cái mà lưu ý này. Thao tác này là thao tác mà chúng ta sẽ làm thường xuyên đây. Một là cái size nhá, size thì đây hoặc là đây đều giống nhau cả, đúng không? Cái này là cái giãn dòng. Giãn dòng là gì? Giãn dòng là dòng trên với dòng dưới cách nhau bao nhiêu. Thêm cái mà chúng ta quan tâm là cái này nhá. Tracking này là cái mà giúp chúng ta thu hẹp hoặc giãn rộng khoảng cách giữa từng ký tự. Lưu ý là từng ký tự nhé, chứ không phải từng từ nhé. Như nào là một ký tự này? Ví dụ đây, C này là một ký tự, H này là một ký tự, Ư này là một ký tự. Và mỗi ký tự này nó sẽ có một khoảng cách nhất định nào đó để cho các chữ nó không bị dấp dính vào nhau. Thế trường hợp mà chúng ta muốn xử lý, trong trường hợp này là chúng ta sẽ rút nó lên hay là kéo nó xuống nào. Ví dụ rút lên nhé. Rút lên thì chúng ta làm như thế nào? Rút lên thì chúng ta sẽ bôi đen cái khoảng này đi để chúng ta chọn nó và xử lý. Sau đó thì chúng ta xử lý vào phần tracking này. Mặc định là không là gì đấy? Giữ nguyên gốc. Sổ danh sách ra, chúng ta sẽ có hai trường. Phía trên này là âm, phía dưới này là dương. Nếu tôi chọn con số âm
thì nó sẽ thu hẹp cái khoảng cách giữa từng ký tự lại. Con số này nó là một cái gì đó rất nhỏ thôi, nhưng nếu như nhiều cái rất nhỏ hợp lại với nhau thì nó lại là một khoảng. Đây, ví dụ khi mà tôi cho nó là âm 10, có nghĩa là tôi cho hẹp cái khoảng cách lại. Đấy, hẹp khoảng cách lại và nó làm cho gì đấy? Nó làm cho cái khối này nó ngắn lại bớt một tí, do đó nó rút được cái chữ thanh lên, nó nối liền với chữ mã, đúng không? Hoặc trong trường hợp khác, tôi cũng có thể là xử lý bằng cách là cho nó dương, đó. Dương thì lúc này tôi sẽ đẩy thêm được chữ đình xuống dưới, đó. Thì lúc này ở dưới này nó là ba từ, ba từ thì nó đủ lý do để nó đứng thành một dòng riêng. Đấy, chứ còn chớ bao giờ để một dòng mà chỉ có hai từ với một từ, thì cái dòng đấy, cái khối chữ đó nó rơi cái tình trạng mà người trong nghề người ta hay gọi là quá phụ hoặc là mồ côi. Đấy, thì không nên bao giờ để như thế. Còn một trường hợp thứ hai nữa mà chúng ta cũng phải lưu ý là như thế này. Đây, những khoảng như này là không được để. Đó, bình thường ra chúng ta đánh ở trong trang Word thì nó là một cái khối rất là rộng. Thế và cách một khối nọ với cách một khối kia thì người ta sẽ enter, người ta xuống dòng. Thế thì cái enter này là có, nhưng mà khi chúng ta đưa nó vào trong một cái trình bày mà nhiều cột như thế này thì đôi lúc cái enter này nó sẽ làm ra lại thành một cái dòng trống. Không bao giờ để một cái đầu một cột bị hụt như thế này. Nếu như trong Word có mà vào đây nó rơi vào tình trạng như thế này, bao giờ chúng ta xóa đi để cho nó xóa bỏ khoảng trống. Xóa bỏ khoảng trống thì nó sẽ làm cho đầu các cột nó bằng nhau hết. Thế còn một phần nữa chúng ta cũng phải lưu ý như sau. Này, thêm một cái nữa, đó là trong cách trình bày của chúng ta thì thỉnh thoảng chúng ta sẽ dính phải những cái trường hợp mà người ta đưa những cái tiêu đề nhỏ nhỏ vào trong một cái cột. Mà thường là đã là tiêu đề thì phông của nó sẽ bị thiết lập ở chế độ to hơn so với chữ nội dung. Ví dụ là bình thường là phông của chúng ta đọc ở đây là 12 chẳng hạn, có thể nó sẽ được thiết lập thành 13 hay 14 gì đó. Thế thì cái này có vấn đề gì không? Có vấn đề. Vì là phông to hơn, size to hơn, nó sẽ dẫn tới là cái khoảng cách giữa các dòng nó được đẩy ra dài hơn so với các cái dòng kia. Vậy thì nó sẽ dẫn tới việc gì? Đây, chúng ta quan sát. Cái bezel line, cái đường ngang của một dòng chữ nó sẽ bị lệch nhau đi. Lý do là vì cái phông ở đoạn này bị làm to hơn. Phông làm to hơn thì cái khoảng cách giãn dòng nó cũng sẽ lớn hơn so với lại cái chữ ở dưới. Lúc này thì chúng ta sẽ gặp cái tình trạng là gì đấy? Hai cột nằm cạnh nhau nhưng các dòng ngang nhau thì lại không nằm bằng nhau mà cao hơn hoặc thấp hơn. Tình trạng này sẽ rất khó chịu. Đấy. Và do đó thì chúng ta sẽ phải giải quyết là gì đấy ạ? Hoặc là thu hoặc là đẩy cái này. Đấy, mà chúng ta làm cái gì ở đây? Đây, ví dụ tôi sẽ phải đẩy cái khoảng này xuống để cho gì đấy, dòng bên này bằng dòng bên này. Hoặc là tôi sẽ làm theo cái phương pháp khác là gì đấy, thu lại để kéo nó lên. Đấy, khi nào mà chúng ta nhìn cái theo cái đường ngang, quét con mắt theo chiều ngang này, cột 1, cột 2, cột 3, nói tóm lại các cột nằm cạnh nhau thì cái đường bezel line này nó cũng phải đi theo một đường. Đấy, không được phép làm chữ một dòng thấp một dòng cao, nó sẽ gây ra cái cảm giác là lượn sóng khớp kha khớp khệch, nó sẽ cực kỳ khó chịu ở trong cái lúc mà chúng ta quan sát. Mặc dù chúng ta đọc theo từng cột đúng không, nhưng mà cái liếc mắt của chúng ta nó vẫn cho chúng ta thấy được cột nọ cột kia như thế nào. Và do đó thì không nên để tình trạng là nó bị cao thấp hơn nhau. Đấy, khi nào nó phải bằng nhau, chân của dòng này với chân của dòng này nó phải bằng nhau trên một đường này. Kiểm tra rất đơn giản, kéo cái thước vào. Đó, kéo cái thước xuống một đường cái này, đặt ở chân cái đường này mà bằng ngang đường kia là xong.
Thế đấy là thêm một cái thao tác mà các bạn cần phải lưu ý, đấy là gì đấy, không được để các cái chân cột nó các cái dòng này nó cao thấp hơn nhau. Đấy. Đến đây chẳng hạn chúng ta lại thấy là đoạn này điều chỉnh đấy, đầu dòng bằng nhau nhé, chân từng dòng một bằng nhau đấy, và không để các cái tình trạng là gì đây, mồ côi đây, cứ thằng nào gặp thì hoặc là các bạn đẩy thêm xuống chữ, đẩy chữ thêm xuống, hoặc là gì đây, hoặc là thu lại để kéo nó lên đây. Hai vẫn chưa được đẹp lắm thì chúng ta có thể là đẩy rộng ra đây. Độ khoảng 3 chữ là được. Đó. Thế đến đây đã hết vấn đề chưa? Chưa hết vấn đề. Chúng ta xem còn cái gì nữa nào. Còn những cái tình trạng như thế này nữa. Còn một tình trạng như thế này nữa các bạn cũng nên là lưu ý cho tôi. Đây. Cái paragraph. Ở đây nó có một cái đánh dấu này, đây chúng ta gọi cái type này, paragraph này. Đấy vừa nãy là chúng ta chỉnh ở character nhé. Đấy còn cái phần tiếp theo là chúng ta chỉnh ở cái phần paragraph này. Thì cái phần heaviness này, đấy thì nó đang được đánh dấu. Tốt nhất là các bạn bỏ cái này đi thôi. Cái này nó sẽ giúp chúng ta làm gì? Nó sẽ giữ được cho một cái từ nó hoặc là ở dòng trên hoặc ở dòng dưới. Tại vì bình thường ra nó sẽ rơi vào tình trạng như này. Nếu như một dòng mà nó không đủ chỗ, nó có thể bẻ đôi một từ ra. Đấy. Ví dụ như là một cái từ là Google chẳng hạn. Đấy. Nó có thể không đủ chỗ, nó bẻ đôi từ Google này, nó đặt một cái dấu nối ở giữa, nửa trên nửa dưới. Tình trạng đấy cũng là một tình trạng rất xấu trong trình bày. Thì chúng ta nên bỏ cái này đi. Đấy. Để hẳn ở cái chế độ, để hẳn ở những chế độ là bằng bằng cột. Đây. Bỏ heaviness nhé. Thì lúc đó nó sẽ không còn cái tình trạng là một cái từ nào đó bị bẻ đôi ra. Đến đây thì chúng ta nắm được một vài cái quy tắc sơ bộ. Tuy nhiên là cũng lại phải lưu ý thêm một tí. Đây là chúng ta đang trình bày ở một cái bố cục là 3 cột. Nếu mà trình bày ở dạng 2 cột hay 1 cột có gì khác nhau không? Có cái này các bạn cần phải lưu ý. Tùy vào cái số lượng cột, và từ đó nó sẽ dẫn tới là khi mà chúng ta đọc một cái dòng như thế này, nó có bao nhiêu ký tự, thì chúng ta sẽ có cái đoạn mà trình bày cái khoảng cách giữa dòng trên dòng dưới, các bạn sẽ phải lưu ý nó khác nhau một tí nhé. Bình thường đây này, cái con số này là con số mà gọi là chuẩn nhé. Đấy, khi nào mà các bạn có được cái gì nhỉ, có được một cái khoảng cách giãn dòng như này này mà nó nằm ở trong cái phần đóng mở ngoặc, thì đấy là cái khoảng cách giãn dòng chuẩn của cái phông đó. Đấy. Tuy nhiên chuẩn không có nghĩa là nó chuẩn trong mọi trường hợp. Đấy là theo công thức thôi. Còn nếu như mà trong thực tế thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó có những cái điểm khác nhau. Nếu như mà chúng ta trình bày ở những cái dạng 2 cột hay 3 cột như thế này. Ví dụ tôi sắp lại này. Bây giờ tôi cho về dạng 2 cột thôi. Ví dụ này. Mọi người thấy như thế này, đọc có còn dễ như vừa nãy không?
nó sẽ díu lại, cảm giác díu lại. Khoảng cách đấy các bạn để 3 cột, ok, đọc tương đối tốt, tương đối dễ. Nhưng bắt đầu chuyển sang 2 cột thì bắt đầu các bạn sẽ cảm thấy là cái dòng trên dòng dưới nó bị díu vào nhau nhiều hơn. Lý do vì sao? Hai đường dài này càng dài thì nó sẽ càng có xu hướng là xích lại gần nhau. Đấy. Cho nên nếu như mà bây giờ các bạn để là 2 cột như thế này thì nên giải quyết vấn đề là gì đấy ạ? Tăng cái khoảng cách lên, tăng khoảng cách lên chứ đừng có để như thế này. Đấy. Khi mà tăng lên khoảng cách nó cao hơn, giữa các dòng cao hơn thì một cái dòng dài này nó sẽ mới dễ đọc. Đấy. Dòng 3 nó khác, cột 3 khác nhé, cột 2 khác, cột 1 khác. Đấy. Thì các bạn sẽ phải tùy vào cái bố cục của các bạn làm các cột này nhiều hay ít mà các bạn giãn cái khoảng cách ra nhiều hay là thu lại bình thường. Đúng không? Cột 3 các bạn có thể để nguyên nguyên mẫu nhá. Cột 3 để nguyên mẫu, nó giãn bao nhiêu thì các bạn có thể để nguyên như thế được. Nhưng bắt đầu từ cột 2 là các bạn bắt đầu phải tăng cho tôi cái khoảng cách lên đỉnh này lên nhá. Lên đỉnh này phải lớn hơn thông thường một tí, hơn mặt định một tí. Một thì càng phải lớn hơn thế nữa để cho nó không bị cái tình trạng là nó bị cảm giác díu vào nhau. Nếu không ấy thì là cực kỳ khó đọc luôn. Dòng càng dài thì cái leading này các bạn phải đẩy cho tôi càng lớn lên. Thế còn lớn bao nhiêu thì phụ thuộc vào cái phông các bạn dùng là phông gì. Đấy, rồi thì size là bao nhiêu. Nó không có một quy củ chung mà nó chỉ có quy tắc chung là đấy, cột càng ít, dòng càng dài theo chiều ngang thì leading các bạn càng phải điều chỉnh cho tôi nó lớn hơn thông thường một chút. Đấy. Thế còn bao nhiêu thì phụ thuộc vào cụ thể luôn nhé. Phông này thì bạn giãn đường này, nhưng nếu mà phông khác, phông area chẳng hạn, bạn lại phải giãn theo một cái tham số khác, chứ không phải phông nào cũng giống phông nào đâu. Chỉ có điều là chúng ta hãy ghi nhớ là số cột khác nhau thì leading phải điều chỉnh khác nhau, chứ không dùng một cái quy tắc chung nhất cho tất cả. Thế thì đấy là một vài cái nhỏ nhỏ về trình bày chữ ở trong cột như thế nào. Đấy. Thế thì nó chỉ có mấy cái thôi. Đầu cột phải bằng nhau, đúng không? Chân cột có bằng nhau không? Chân cột thì không nhất thiết nhé. Chân cột bằng nhau được thì tốt, không bằng nhau được không sao. Nhưng mà đầu cột là phải bằng nhau. Đấy. Về mặt nguyên tắc là như thế. Thứ hai là nhìn từ cột nọ sang cột kia là dòng phải ngang nhau. Thứ ba là cột càng rộng thì leading các bạn phải tăng lên thêm cho tôi để cho nó đỡ cảm giác díu, mà không được để chữ mồ côi, không được để chữ theo kiểu quá phụ. Đấy, chỉ có mấy cái đấy thì các bạn nhớ kỹ cho tôi. Thế còn ở cái hộp này nó còn có một số thứ giúp cho các bạn điều chỉnh nữa. Nó là cái gì? Giãn khoảng cách này, checking chúng ta vừa nói này, đó, leading là lên xuống nhiều ít giữa các dòng này, size, ok. Thế còn cái này là cái gì? Cái này là cái tương đối đặc biệt, kerning. Kerning là nó giúp chúng ta giải quyết ở trong một cái sự vụ cụ thể, ở trong một cái chỗ cụ thể thôi. Ví dụ như sau, checking này, nếu như mà tôi xử lý cái checking này, ví dụ giãn ra, đây là giãn gì đấy, giãn chung cho cả một cái khối nhé. Thế hoặc là thu thì cũng thu chung cho cả khối, sao vào nhau. Tuy nhiên là cái phần này, cái kerning này thì nó giải quyết cái gì? Kerning này nó giải quyết một chỗ thế này thôi, chỉ một chỗ này thôi. Đấy, ví dụ chỉ đẩy riêng giữa từ này với từ cái ký tự này với ký tự này, còn lại tất cả chỗ khác không bị động đến. Thường thì nó dùng trong các trường hợp như thế nào? Trong các trường hợp là những một số các cái phông tương đối là đặc biệt, dáng rất tròn và rất nhọn. Đấy, thì đôi khi nó sẽ tạo ra cái khoảng trống giữa các từ nó nhiều hay ít khác nhau. Do đó thì chúng ta sẽ phải
điều chỉnh lại cho nó vừa mắt. Mặc dù là phông thì là phông chuẩn, giãn là giãn chuẩn theo 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 mặc định, nhưng mà chúng ta nhìn là nhìn vào bằng mắt đấy, thấy chỗ nào rộng quá, chỗ nào hẹp quá thì chúng ta có thể điều khiển để xử lý nó theo như là mình mong muốn. Chứ còn đừng có lúc nào cũng bảo là à cái này nó là mặc định của chương trình rồi thì không cần chỉnh nữa. Tại vì thực ra tất cả mọi thứ đều là thuận mắt thôi. Đây tôi cho các bạn xem một chút để hiểu là cái thuận mắt nó là như thế nào nhé. Các chữ như này theo các bạn nó bằng nhau không? Ví dụ chiều cao của các chữ có bằng nhau không? Thực ra là không bằng nhau. Có những chữ to hơn đấy. Ví dụ như là chữ những chữ dáng tròn bao giờ cũng to hơn các chữ dáng thẳng một tí. Đây chúng ta xem thử cái này. Đây này, nhìn đây này. Chân chữ này, đoạn thẳng nó là như thế này, đầu chữ này. Đấy. Đầu chữ những cái thằng mà dáng tròn tròn thì đây này. Các bạn sẽ thấy là nó bản thân nó sẽ cao thấp hơn nhau một tí. Như thế này thì nó mới có cảm giác là xem bình thường là bằng nhau. Còn nếu như nó cao bằng nhau ấy thì những chữ dáng tròn bao giờ cũng sẽ gây cảm giác là bị bé hơn. Biết làm sao? Tại vì tròn nó bị mất mấy góc rồi so các chữ mà thẳng, cho nên là nó, và tròn thì có cái, nó có một cái xu hướng là hướng tâm, cho nên là nó sẽ gây ra cái ảo giác rằng là cái này nó bị bé hơn. Đấy. Cho nên để mà cân ý, thì người ta bao giờ người ta cũng thiết kế ngay trong bộ chữ là người ta đã chủ động làm những chữ O, chữ G, những cái chữ dáng tròn tròn bao giờ nó phải cao hơn chữ thẳng một tí, dáng thẳng một tí thì lúc đó nó mới cân đối được lúc mà chúng ta nhìn. Thế trong thực tế về mặt vật lý thì rõ ràng là to nhỏ hơn nhau, nhưng về mặt thị giác thì chúng ta lại thấy là nó bằng nhau. Thế thì cái thiết lập của chúng ta làm ấy thì cũng nhìn vào bằng mắt mình thôi. Cứ chỗ nào mà thấy nó không vừa mắt thì chỉnh chỗ đấy. Đừng bao giờ lôi những cái vật lý rằng là lôi thước ối thiếc ra để mà nói rằng là à, bằng nhau rồi đấy. Gióng thước bằng nhau mà mắt nhìn vẫn thấy lệch lệch thì chỉnh theo mắt, đừng chỉnh theo thước. Quy tắc này thì không riêng gì cho cái phần làm InDesign ở đâu, mà bất cứ thiết kế nào thế, túm lại là chỉnh theo mắt. Tại vì cái cảm giác đấy mới là cái cảm giác tôi có, bạn có, ai cũng có, đúng không? Người ta không cần có nghề, nhưng mà người ta sẽ nhìn bằng mắt giống như mình nhìn thôi. Mắt mình mà nhìn có cảm giác lệch lệch thì người ta cũng sẽ nhìn thấy lệch lệch như thế. Cho nên là chúng ta hãy dùng cảm giác. Đấy là cái cuối cùng giống nhau giữa người thiết kế và người đọc, người xem. Thế còn một vài cái ở đây thì là gì? Chỉnh chiều cao, đúng không? Chỉnh chiều cao chữ. Mặc định đây là 100% chiều cao, mặc định đây là 100% chiều rộng. Thế thì có được phép chỉnh cái này không? Người ta đã đưa ra cho chúng ta có nghĩa là chúng ta chỉnh được, nhưng mà lời khuyên là không chỉnh những cái này. Đấy. Không chỉnh những cái này. Vì sao? Vì thực ra mỗi một cái phông chữ mà chúng ta dùng, đấy là một cái thiết kế. Thực sự đấy là một cái thiết kế rồi của cái tác giả bộ chữ. Người ta phải làm rất nhiều công, người ta mới làm ra được một bộ chữ với các cái đặc trưng riêng. Cho nên là những cái việc mà chúng ta bóp nó gầy đi, hay kéo nó béo lên, hay là làm cho nó cao lên, hay làm cho nó thấp đi, vân vân, đều là làm cho cái nhận diện riêng của cái bộ chữ này nó không được giống như cái gốc ban đầu nữa. Thế thì có những cái lúc mà các bạn lại thích kéo rộng nó ra hay là thu hẹp lại, vì sao? Chẳng hạn như là một cái khoảng trống mà chúng ta muốn lấp đầy nó thì chúng ta cứ cố gắng kéo ngang cho cái chữ nó béo ra để lấp cái khoảng đó. Thì thay vì việc như vậy thì chúng ta sẽ sử dụng những cái phông mà nó có tính chất béo, có tính chất ngang hơn. Tất nhiên ở đây tôi không nói về cái phần nội dung này nhé, mà cái đấy nó đang là dính dáng tới cái phần tiêu đề đấy. Tại vì mỗi bài viết nó phải có tiêu đề, nó phải có tít bài, thì những cái co kéo đấy thì chúng ta có thể làm ở trên tiêu đề thôi. Còn riêng về cái này thì
cố gắng đến mức tối đa, đừng đụng đến độ dày, độ mỏng hoặc là to nhỏ cao thấp của chữ. Thế với có một cái vấn đề nữa là trong một quyển mà có nhiều trang, trong một quyển có nhiều trang thì có nên làm theo cái cách là mỗi bài lại dùng một cái phông chữ khác nhau không? Về mặt nguyên tắc không nên. Đấy, không nên. Thường thì người ta sẽ giữ là xuyên suốt từ đầu quyển đến cuối quyển là sử dụng một phông duy nhất. Đấy, sử dụng một phông duy nhất để mà trình bày. Tất nhiên là đấy là phông để thể hiện cái nội dung nhé. Tiêu đề thì khác, tiêu đề các bạn có thể thoải mái. Muốn dùng bao nhiêu phông cũng được, mỗi một bài dùng một phông cũng được. Nhưng mà riêng về tiêu đề thì sẽ cố gắng duy trì cái mạch là dùng phông nào thì nguyên phông đó. Đấy, từ đầu đến cuối. Có chân thì có chân cả, không chân thì không chân cả. Ở đây như thế này, nhìn này có được không? Như thế này là không chuẩn, đúng không? Đây này, ở trên này đang là chữ có chân này, ở dưới này chúng ta đang rơi vào đoạn này là những lỗi mà không chân. Như thế này là lộn nhộn thì không được phép trình bày như thế này. Chúng ta sẽ phải format, chúng ta phải đưa hết nó về thành một thể duy nhất. Thế thì bây giờ chúng ta làm như thế nào để chúng ta giải quyết về cái vấn đề phông này? Thì lúc này chúng ta sẽ đụng tới một cái khái niệm gọi là paragraph style và charter style. Đây, bây giờ chúng ta sẽ nói luôn về cái này. Để đảm bảo một cái phần nội dung như thế này nó xuyên suốt, thông suốt từ đầu đến cuối giống nhau, đúng chuẩn, thì thường thường là chúng ta sẽ phải kiểm tra, đúng không? Và chỗ nào mà không đúng thì chúng ta sẽ phải bôi đen như thế này, sau đó thì chúng ta chuyển nó về theo kiểu gốc. Ví dụ đây, tôi chấp nhận là kiểu này đi, đúng không? Palatino này, Linotype này, size là 12 này, ví dụ như thế. Thế thì bây giờ tôi thấy cái đoạn này không đúng thì tôi sẽ lại phải bôi đen này, sau đó tôi lại phải sổ danh sách ra và tôi tìm tới cái phông Palatino đó. Đó, đấy, ví dụ thế, rồi cũng size là 12, vân vân. Thế thì như thế là chúng ta sẽ phải làm tương đối nhiều thao tác mà cũng có thể đúng có thể sai. Vì sao? Vì là cái việc bôi đen này có thể bôi đúng, có thể bôi sai, có thể bôi không hết. Đây, các bạn xem này, chẳng hạn như tôi bôi đến đây không hết, đúng không? Bây giờ tôi lại chọn Palatino, tôi làm ở đây. Thì làm sao? Nó vẫn bị sót cái này, đúng không? Vẫn sót chữ. Đấy là cái rất là dở. Theo cái kiểu mà chúng ta làm theo kiểu uốt, tức là bôi đen. Cái thằng paragraph nó giúp chúng ta làm như thế này. Các bạn chỉ việc là bôi cho tôi một đoạn thôi, ngắn dài không quan trọng. Sau đó thì các bạn tạo cho tôi một cái mẫu bằng cách là bấm vào Create New Style. Nó sẽ cho chúng ta một cái nó gọi là Paragraph Style 1. Thế còn định nghĩa nó là cái gì thì các bạn nên đặt tên để phân biệt. Ví dụ trong một quyển sách, ví dụ trong một tờ báo, ví dụ trong một tạp chí thì nó sẽ có nhiều cái khu vực với lại các nội dung với các yêu cầu khác nhau. Chẳng hạn như là trong một quyển sách thì nó có chương này, có hồi này, có rồi có mục nọ mục kia, rồi có nội dung. Đấy. Thế còn ở trong một quyển tạp chí, trong một bài báo thì nó sẽ có tiêu đề bài này. Nó sẽ có một cái đoạn rút tít, tức là cái đoạn mô tả ngắn, mô tả nhanh về cái bài đấy. Rồi đoạn nội dung, rồi tên tác giả, rồi chú thích ảnh, chú thích bài viết, vân vân. Thế thì những cái đó nó sẽ lặp đi lặp lại. Do đó thì chúng ta chỉ việc là
thiết lập một cái như này. Sau đó khi đã có cái paragraph style này rồi, tôi sẽ nhấp đúp vào đây. Tôi đặt lại tên cho nó, ví dụ nội dung nhá. Tôi có thể đặt theo tiếng Anh là content hoặc là nội dung đi. Đấy. Sau khi mà tôi làm xong cái này thì gặp phải những cái đoạn nào mà nó không chuẩn ấy thì tôi có thể là xử lý luôn bằng cách là đặt cái gì đấy ạ? Bằng cách là tôi đặt cái con trỏ chuột vào đấy thôi. Bấm cái là xong. Đây các bạn quan sát. Lấy nội dung này. Chúng ta cùng nhau xem nhé. Lấy nội dung này. Đấy. Cái chỗ nào mà sai thì các bạn chỉ việc là gì đấy, đặt chuột vào. Đây chẳng hạn một đoạn này tôi cho là sai đi, ví dụ format lại thành phông area đi chẳng hạn, đúng không? Đây, thay vì việc là các bạn phải bôi đen nhé, các bạn quan sát này, không phải bôi đen nữa mà các bạn chỉ làm cho tôi một thao tác đơn giản là đặt chuột vào một điểm bất kỳ nào đấy, sau đó thì các bạn làm sao, sau đó thì các bạn xử lý lại cho tôi đây, đúng không? Sai này, đúng không? Bình thường ra là chúng ta phải bôi đen rồi chúng ta lên đây chúng ta gõ viết các thứ chọn lại, nhưng bây giờ các bạn chỉ việc là đặt trỏ chuột này, bấm vào cái format kiểu nội dung này, lập tức là nó sẽ giúp các bạn là xử lý lại. Nếu mà trong trường hợp mà nó không làm được nhé, tức là nó bị gắn theo các cái format của Word ấy, thì trường hợp này chúng ta cần phải điều chỉnh lại một tí. Nội dung này, nội dung bắt đầu tiếng Tây là bị rồi. Sao? Sao?
Thế ở đây chúng ta nói lại về cái gì nhỉ? Cái paragraph này thì nó giúp chúng ta giải quyết mấy thứ nào? Ở đây có mấy thứ nhá. Một là những cái phần nào format mà chúng ta phải làm đi làm lại. Đấy, ví dụ như là chúng ta gặp mà một cái một quyển sách thì chúng ta có mấy thứ này: chương này, rồi nội dung này, rồi mục lớn mục nhỏ thì đấy này. Đấy, rồi báo thì nó sẽ có những cái cũng có những cái cũng lặp đi lặp lại, ví dụ nội dung này, chú thích ảnh này, chú thích bài này, chú thích tác giả này, rồi các cái tiêu đề nhỏ ở trong bài viết, ví dụ thế. Thế những cái thứ đó chúng ta vẫn lặp đi lặp lại. Thế thì thay vì việc là mỗi một lần mà chúng ta cứ đến cái đoạn đó chúng ta phải xử lý, thì chúng ta sẽ giải quyết nó theo một cách khác đi. Ví dụ đây chẳng hạn là tên chương nhé, ví dụ thế. Tôi thiết lập cái này gọi là tên chương đi, cho thành 18 đi, ví dụ thế này. Đấy, thì bây giờ chúng ta làm thành một cái mới này. Ví dụ tôi đặt tên là chương. Đấy, thế thì cứ gặp phải những cái đoạn nào mà thuộc về chương, chẳng hạn hết chương 1 nhá, bây giờ thì sang thành chương 2 này. Đó, thì tôi chỉ việc làm sao đây ạ? Đặt trỏ chuột vào đây, bấm gì vào chương, lập tức nó sẽ format luôn nhanh cho tôi. Như thế, không cần phải bôi đen. Đó, không cần bôi đen, không cần phải xử lý. Chương. Đấy, ví dụ sang một chương khác nhé. Đấy, đặt trỏ chuột vào này, bấm vào một cái lập tức nó format luôn. Tương tự thì tất cả những thứ khác cũng như thế. Ví dụ như là một cái chú thích ảnh nhé, chẳng hạn tôi đặt một cái chú thích ảnh vào đây. Trước tiên là nhét ảnh vào nhé. File này, place này, đặt một ảnh vào đây. Ồ, ảnh dài quá. Ví dụ một cái ảnh nào đó, lấy một cái ảnh đi. Chẳng hạn tôi có cái ảnh như này, đó. Bây giờ tôi đặt chú thích ảnh này. Ví dụ chú thích ảnh thì nó sẽ phải là chữ nghiêng nhá, đó, bé hơn chữ bình thường một tí. Thường thì chúng ta sẽ phải làm mẫu một lần bằng cách là bôi đen cái đoạn đó, sau đó thì chúng ta thiết lập nó chẳng hạn italic này, phông này là 12 thì có lẽ là tôi cho nó thành hoặc là 12 hoặc nhỏ hơn một tí, ví dụ như thế. Và tôi đặt một cái mới này, nó gọi là gì đây ạ? Chú thích. Chú thích thì có hai dạng nhé, chú thích và chú thích ảnh nhé. Đây là chú thích ảnh đi, ví dụ như thế. Thì mình tạo ra một cái như thế là chúng ta có thể giải quyết được. Thế còn đến đây thì các bạn lại nhìn thấy có vấn đề gì? Nó bị chạy cả một đoạn như thế này. Lý do là vì nó bị dính vào nhau. Những cái này muốn làm cho nó chuẩn, nó phải tách nhau ra. Cái này nó thuộc về nội dung này. Đấy, bấm vào một cái mà nó bị format dính đến những thằng khác, có nghĩa là nó vẫn còn dính nhau. Một khối nọ với khối kia nó phải tách nhau bằng gì? Bằng một cái enter, ít nhất là một cái enter.
Còn shift enter tình trạng đó nó vẫn là nằm trong một khối. Đấy thì phải enter cho nó cách dòng trên, cách dòng dưới, cách khối trên, cách khối dưới, thì lúc đó chúng ta mới format riêng một cái đoạn được. Đây, đây là chú thích ảnh này, hay là chú thích tác giả chẳng hạn. Tác giả bài viết à, hết bài rồi thì nó sẽ phải đến tên tác giả đúng không? Ví dụ này. Ví dụ hết bài rồi đến tên tác giả. Ví dụ này, cái tên tác giả thì nó lại phải làm sao? Thường nó là bold đúng không? Ít nhất là bold. Đấy, cũng có thể là bold nghiêng so với lại cái chữ thông thường này. Thế thì mình sẽ làm theo cái kiểu là gì đấy ạ? Chọn này, bold này, hoặc là bold nghiêng này. Ví dụ như thế. Thế đây là một bài, đó. Đến bài khác, khi đụng đến cái thằng này, thì tôi cũng sẽ phải làm một cái tương tự như thế. Ví dụ là tác giả ra. Ví dụ thế. Thế bây giờ tôi làm một cái này thì tôi cũng sẽ tạo ra gì đây nhỉ? Paragraph đi. Đúng không? Bôi một đoạn cũng được, bôi một ký tự cũng được, không thành vấn đề. Đặt tên tác giả, ví dụ thế. Bây giờ tôi chỉ việc là đặt chuột vào đây, tôi gõ vào cái gì đấy, tôi nhấn vào cái tác giả, đúng không? Lập tức nó cũng format luôn mà tôi không cần phải bôi hết nữa. Đấy, đại loại nó là như thế. Có những cái gì mà các bạn thấy nó cứ lặp đi lặp lại thì các bạn nên làm cái paragraph như thế để giải quyết vấn đề cho nó nhanh. Đấy, thay vì việc phải bôi đen cả khối rất là lâu, có thể thừa chữ, có thể sót chữ, thì bây giờ chúng ta chỉ cần đặt đúng chọn chuột vào cái khối văn bản đó thôi, và chúng ta bấm vào cái paragraph mà chúng ta đã tạo. Tuy nhiên thì nó cũng sẽ có những cái trường hợp như thế này nữa. Các bạn lưu ý cho tôi này, trong cái paragraph thì có rồi đúng không, nhưng mà có những cái trường hợp mà chúng ta lại thấy là cần phải xử lý riêng và đặc biệt một tí như sau. Ví dụ những cái câu mà gì đây nhỉ, trong một cái khối như thế này có những câu mà nó thuộc về cái câu kiểu câu nói ấy, ví dụ như thế, thì mình làm cho đặc biệt một tí chẳng hạn, để cho nó nghiêng nghiêng chẳng hạn, đó, đây nghiêng italic. Trường hợp như thế này nó vẫn là nằm ở trong khối nhưng nó hơi đặc biệt hơn một tí. Mình không thể để paragraph được nữa, tại vì là trong một khối thì nó không thể nào mà nó chứa được hai paragraph style, nó chỉ chứa được một thứ thôi nhá. Do đó nếu những trường hợp như thế này thì mình phải tạo thêm một cái nó gọi là character style. Đây, shift F11. Và bây giờ chúng ta sẽ cũng tạo một cái trang giấy trắng giống như vừa nãy, character style 1. Mình cũng chọn cái này, đặt lại tên cho nó. Có thể đặt tên là ví dụ thoại chẳng hạn, đúng không? Lời thoại hay là trao đổi thoại đi. Đấy, đơn giản ngắn gọn này thôi. Ok, xong. Bây giờ đến cái đoạn nào chúng ta lại tìm nhá, xem có cái đoạn nào. Đây này, một câu thoại nhá. Mày cũng nghiện thuốc hả? Xem ra tao với mày là đồng đạo rồi. Ví dụ thế. Thì mình chỉ cần là bôi đen đoạn đó, mình bấm vào thoại ra xong. Nó vẫn nằm ở trong gì đây nhỉ? Paragraph style thì nó là nội dung, nhưng riêng cái đoạn này mà mình format cho nó nghiêng ấy, thì mình lại phải vào character style, mình format lại đoạn này một tí. Đoạn này thì chắc chắn phải bôi đen nhé. Đấy, paragraph thì chỉ việc là đặt trỏ chuột nằm vào trong khối là xong. Còn riêng cái character thì format ở đâu phải bôi đen cái đấy.